Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã là ngày thứ bảy của cái chuỗi series mà ăn yến mạch trong vòng 7 ngày. Thì điều đầu tiên mình muốn nói đó là mình biết là tại vì mọi người mong là mình ăn một ngày ba bữa đều là yến mạch hoặc là ngũ cốc yến mạch, nhưng mà tại vì công việc của mình không cho phép nên mình phải bổ sung protein vào đó, và nhờ vậy á thì mình cũng cảm thấy may mắn. Tại vì nếu như mà mình không bổ sung thêm protein vào đó và những cái thực phẩm khác á thì mình sẽ bị mệt mỏi và nhiều khi nó ảnh hưởng khá lớn đến cái sức khỏe của mình. Điều thứ hai mình muốn nói đó là mặc dù là không là thực hiện được ba bữa nhưng mình đã, cũng đã cố gắng đưa yến mạch vào ít nhất là một bữa hoặc là hai bữa và những cái bữa xế trong ngày á. Mặc dù mình đã không ăn được ba bữa yến mạch nhưng mình đã cố gắng đưa yến mạch vào ít nhất là một hoặc là hai bữa trong ngày, hoặc là những cái bữa phụ như là làm bánh hoặc là lâu lâu thì sẽ ăn thêm cháo. Thì mình á sau 6 ngày nha, thì đây là ý kiến của mình, thì mình cảm thấy cơ thể mình nó nhẹ nhàng hơn, không chỉ là ở cái phần bụng đâu, thì hái bụng của mình nó nhỏ lại, kiểu nó nhỏ lại mọi người. Nhưng mà tổng thể thì toàn bộ cơ thể của mình đều cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, di chuyển nó thoải mái hơn một tí. Về cân nặng á thì mình nghĩ là trong một thời gian quá ngắn như vậy thì việc mà giảm cân hay là cái gì đó nó cũng diễn ra nó khá là chậm và khá ít. Thì khi mà cân nặng của mình buổi tối và buổi sáng mình cân thì nó đều có cái độ chênh lệch, nhưng mà so với ngày đầu tiên thì mình cảm thấy là mình thấy cái cân của mình nó ít ít đi tầm nửa ký đến một ký gì đấy. Thì mình mong là cái đó là giảm mỡ chứ không phải là giảm nước trong người nghe, tại vì giảm nước thì nó rất là mệt. Thì mình nghĩ là có thể mình đã giảm được một ký. những bữa đầu tiên ăn đó thì nó khá là mệt mỏi, nó chật vật một chút, nhưng mà sau này mình vừa bổ sung đạm rồi nói chung là mình ăn nhiều hơn á, mình biết như vậy nên là mình cố gắng đẩy lên. Mục đích của mình đó không phải là giảm đạm tăng sơ hay là gì hết, mà mình muốn đó là phải đủ đạm nha, tại vì mình thật sự là cần một lượng đạm đầy đủ để có thể phát triển được và duy trì hoạt động hàng ngày á. Và đạm cũng giúp cho chúng ta tăng cơ bắp nữa, tăng sơ nhưng mà tăng đến một mức độ nào đó nhất định thôi, tại vì nhiều sơ quá, các bạn cũng có thể tìm đọc những cái bài báo thì nhiều sơ quá cũng không tốt, và phải đủ carbon nữa. Chứ cuộc sống của mình mà mọi người có thể nhìn thấy xung quanh không, toàn bộ đều là tinh bột. Thì mình cũng không biết là bằng cách nào mà chúng ta có thể cắt giảm được tinh bột ra khỏi bữa ăn của mình, hoặc là cuộc sống hàng ngày, hoặc là trong công việc khi xảy ra đồ này kia chẳng hạn. Thì mình chỉ cố gắng để duy trì cái lượng tinh bột trong một cái mức đầy đủ và cho phép là hợp lý rồi. Mình nghĩ là sau 7 ngày này thì mình cũng sẽ cố gắng duy trì cái chế độ ăn này, có thể thay đổi một tí cho phù hợp với công việc hiện tại và với cái sức khỏe của mình. Tại vì khi mà mình thiếu tinh bột thì ở đây này các bạn, nó chóng mặt và nó hơi phức tạp một tí. Thì mình sẽ cố gắng làm sao đó để cân chỉnh lại cái chế độ ăn của mình một cách nào đó cho hợp lý nhất, và tăng cường thêm vận động nữa. Ở trên Đà Lạt thì thời tiết thực sự rất là lạnh luôn á, nên là da của mình không có toát mồ hôi được. Thì các bạn có thể thấy là khi không có toát mồ hôi được á thì bắt đầu mình sẽ xuất hiện ra những cái mụn li ti quanh đây. Cộng thêm đó là cơ thể của mình nó kiểu mình cảm thấy như là những cái chất độc trong cơ thể nó không có được giải thoát ra ngoài á, nên là nó rất là khó chịu. Cái đó là mình cảm thấy vậy thôi, còn thể khoa học thì sẽ có một cách diễn đạt khác, nhưng mà nói chung là nếu các bạn có cơ hội để toát mồ hôi thì nó vẫn tốt hơn cho cơ thể của mình. Để xem, sau đó thì mình nghĩ là mình có thể làm một cuộc hành trình lột xác hay gì đó đại loại như thế. Thì mình cũng đang cố gắng, và mình tới bây giờ là đã 6 tháng rồi, thì mình cũng mong cho mình đạt được những cái gì đó, hoặc là mình có thể tìm được một cái hướng đi đúng đắn cho kênh. Tại vì bây giờ cái gì nó cũng quá nhiều rồi, nhưng mà mình thấy cái cách sống của mình nó lại hơi cá biệt một tí, nó hơi
mình cũng không biết nữa. Mình cảm thấy mình hơi khó hòa nhập với mọi người, bạn bè cũng ít, nên là để cái vấn đề mà tìm ra một cái chủ đề chung trong một cái cộng đồng lớn để chúng ta có thể phát triển theo cái chủ đề đó cũng đang rất là khá là khó khăn đối với mình. Thì mình cũng sẽ đang cố gắng, và nếu như mà mọi người có cơ hội thì cũng nên thử ăn yến mạch thay cho bữa ăn trong ngày. Nhưng mà mình nghĩ á, mình khuyên các bạn á, thì chúng ta nên thay cho bữa tối nha, tốt nhất là buổi tối, và sau khi ăn bữa đó thì chúng ta không nên ăn thêm những bữa phụ nữa là tốt nhất, để đảm bảo cho cơ thể chúng ta có thể thích nghi từ từ với cái chế độ ăn mà cắt giảm năng lượng, chứ không phải là thích nghi với yến mạch, và chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Và sáng nay thì đây, buổi sáng cuối cùng ấy là buổi sáng cuối cùng trong series thôi, còn mình thì mình vẫn sẽ tiến hành ăn với hết những cái ngũ cốc này. Và chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng. Đây là bánh yến mạch chuối mình vừa mới làm xong bằng lò vi sóng thì mọi người, không có lò nướng nên là nó không được sốt và nở lắm. Bánh này chỉ có yến mạch chuối và trứng thôi. Hôm bữa mình áp chảo thì mình thấy nó không có nhanh, với lại mình làm như vậy thì nó nhiều hơn nè, mọi người thấy không? Ăn rất là thơm và ngon luôn. Còn bữa trưa nay thì mình ăn trưa nay mình ăn đu đủ trộn á, gỏi cái gì ba khí gì đó, nên là mình cũng quên quay mất. Thế là kết thúc 7 ngày rồi. Chào tạm biệt mọi người.